Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh Hoàng Bách và xin kính chào quý khán giả của Hoàng Bách Channel. Dạ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào chương trình thì tôi xin phép anh Hoàng Bách vài phút để mà chia sẻ những cái điều mà tôi cần phải làm sáng tỏ ngày hôm nay. Anh Hoàng Bách có thể cho cái screen sharing cái screen được không Hoàng Bách? Dạ vâng, bây giờ thì thưa quý khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, chúng tôi cũng xin giới thiệu hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Vừa rồi cái đề tài vừa rồi của tuần trước có đề cập tới vấn đề là về YouTube, và hôm nay thì có những cái vấn đề mà giáo sư tiếp tục nói về những cái vấn đề trước mà có nhiều cái thiếu sót, và chúng tôi giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sẽ bổ túc để cho có một cái nhìn tổng quát hơn. Xin mời giáo sư. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Bách. Thì trong chương trình kỳ rồi đó, thưa quý vị, tôi có nói hai cái lỗi lầm mà tôi muốn làm sáng tỏ ngày hôm nay. Thứ nhất là việc kiểm tin không phải là người thông dịch. Việc kiểm tin là một nhóm khác hoàn toàn. Và tôi có trích trừ trang web của họ. Việc fact check, tức là việc kiểm tin, là một nhóm của những người, của hội những người Mỹ gốc Việt cấp tiến, là một tình nguyện viên từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ quan tâm đến sự thật. Sứ mệnh của chúng tôi là gì? Là cung cấp người Mỹ gốc Việt những bài viết được kiểm chứng cả ý lẫn nguồn bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để chống lại làn sóng tin tức sai lệch trong cộng đồng. Thì cái nhóm việc kiểm tin này á, và cái nhóm người thông tin là hai nhóm khác nhau, và nhóm này đã được Oliver đề cập đến trong cái chương trình của trên đài HBO của ông. Ông ta cũng đề cập tới nhóm việc kiểm tin, cho nên chúng tôi muốn xác nhận lại quý vị. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đây nữa đó là tôi có trích một cái tin tức từ báo Tiếng Dân nói về cô Cúc Kỳ Dương và cái nhóm người thông dịch từ một người có cái tên là Jack Hammer Nguyễn, và anh đã coi như là lên tiếng, và cho nên ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị báo Tiếng Dân. Thật sự tôi không có lấy cái nguồn từ báo Tiếng Dân mà từ trên Facebook, cho nên trong cái sự vội vàng và hấp tấp á, thì tôi đã không đề cập đến tác giả cũng như cái nguồn là từ đâu. Và bây giờ thì xin mời là anh Hoàng Bách đó, anh Bách. Dạ vâng, thưa quý khán giả, khi mà làm những cái tin thì có những cái tin mà đặt trên Facebook hoặc là một vài nơi thành là có sự kiểm chứng, không có thì thiếu sót, thì mong quý vị thông cảm. Và đặc biệt là trong cái chương trình vừa qua đó, thì khán thính giả khắp nơi rất là khen về Cúc Kỳ Dương là một người rất là trẻ mà đã đóng góp cho cộng đồng. Thì trong chương trình là Việc Phải Chết cũng là một cái chương trình mà cũng có còn trẻ khắp nơi, như là Sự Thật Lệ Đường, cũng là những cái tin tức qua các cái sự bầu cử, thì những người Việt mà nam mà trẻ tuổi này họ muốn đóng góp một cái gì đó trong cộng đồng của chúng ta. Bởi vì khi mà những cái tin giả, tin thuyết âm mưu đưa ra quá nhiều, thì đây là những cái điều mà giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc cũng như chúng tôi là có lời khen tất cả các bạn trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ mà đã bỏ công sức rất là nhiều để mà để cho các bậc phụ huynh, các cha mẹ, ông bà có một cái nhìn chính xác hơn về cái môi trường, về cái hoạt động, về xã hội cũng như là chính trị của Hoa Kỳ cho nó chính xác. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì khi chúng ta cái mạng truyền thông xã hội nó phát triển quá nhanh, và người ta cũng cho rằng là cái YouTube nó đóng một vai trò rất là quan trọng. YouTube, Facebook hay là những Twitter thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống xã hội của người Mỹ nói chung, cũng như là trong cộng đồng sắc dân khác, và trong đó có người Việt của chúng ta. Thì xin giáo sư có thể cho biết là cái tầm quan trọng của ảnh hưởng của YouTube nó ảnh hưởng như thế nào trên người dân Hoa Kỳ? Dạ, thưa anh Hoàng Bách, như anh nói đúng đó, thì chúng ta thấy đó, ngày hôm nay YouTube là coi như là có cái số người đi vào đứng hàng thứ hai trên thế giới, cho nên nó là một cái cơ quan để mà truyền thông, truyền tin cũng như chia sẻ những cái phong tục tập quán, là nơi mà chúng ta nhìn được những hình ảnh. Cho nên ngày hôm nay đó, thì theo cái thống kê của Pew Research
thì như thế này thưa quý vị. Thì đó, 26% người Mỹ lấy tin tức nha. Chúng ta đang chia sẻ về tin tức thôi. Bởi vì chúng ta là những đài đưa tin tức cũng như bình luận. Thì người dân Mỹ 26% là lấy tin tức từ YouTube. Đó là chúng ta nói người Mỹ, chứ còn tôi nghĩ rằng nếu mà thống kê của người Việt Nam á, thì nó có thể còn nhiều hơn là 26%. Bởi vì ở trên YouTube thì nó có tiếng Việt, rất là nhiều đài tin tức về tiếng Việt. Cho nên nó là cái nguồn mà người Việt chúng ta, tôi nghĩ rằng lấy tin tức rất là nhiều. Và cái câu hỏi thứ hai đó là cái YouTube nó có quan trọng hay không? Thì thưa quý vị, đối với người dân Mỹ đó, 72% thì họ cho rằng YouTube là nơi quan trọng để lấy tin tức. Đến chỉ có 27% là cho rằng nó không là cái sự quan trọng. Bây giờ chúng ta nói đến một cái thống kê nữa đó, mà cái điều này là chúng ta cần phải nắm vững anh Hoàng Bách. Trên YouTube nó có hai loại người đưa tin tức. Cả hai loại người. Như anh Hoàng Bách đó, là thuộc về nhóm độc lập, tức không lệ thuộc vào ai. Anh lên anh mở một cái channel mà anh không cần phải bỏ tốn rất là nhiều tiền, hay là phải thuê phóng viên nhà báo, hay là phải thuê người viết bài. Thì nó là cái tổ chức độc lập. Thì đây là một cái sân, chúng ta gọi là một cái sân chơi mà nó rất là công bằng. Bởi vì những người tổ chức độc lập có thể mở ra mạng lưới nói tin tức. Và cái tổ chức thứ hai đó là 49%. Đó là những tổ chức mà đưa thông tin qua đời. Chẳng hạn như chúng ta thấy CNN, Fox, và tôi nghĩ rằng không biết tôi đúng hay sai, nhưng mà SBTN chẳng hạn là một cái nguồn đưa tin tức không phải chỉ trên YouTube mà ở ngoài đời. Thì đây là những nhóm người, hai nhóm người đó là hoạt động tương đương với nhau, có thể nói rằng 50-50. Còn những cái tổ chức khác đó thì nó không quan trọng, những cái tổ chức mà của những cái nhóm người chẳng hạn như chuyên về một cái gì đó thì họ lấy những cái tin tức đó họ, chứ không phải là những cái tin tức trung trung mà xảy ra hàng ngày, mà chỉ chuyên ngành thôi về cái tin tức mà họ muốn loan tin. Cho nên á, ở đây là một cái sân chơi mà những tổ chức lớn và có quy mô, có tài chính cùng có thể hoạt động chung với những cái tổ chức độc lập, và nó ngang ngửa với nhau số lượng. Và cái điều quan trọng đó mà chúng ta cũng phải nắm vững đó là dân YouTube đó, là thường họ không có trung thành, ngoài trường Hoàng Bách channel và những channel khác. Nhưng mà thường thường người ta coi tin tức thì người ta coi khắp mọi nơi. Cũng như cá nhân tôi, khi mà tôi coi tin tức thì tôi coi hết. Fox News tôi cũng coi, CNN cũng coi, rồi bất cứ, chứ tôi không phải nói tôi phải vô trong MSNBC hay là NBC, bởi vì tôi ủng hộ Biden, không phải. Thành ra đa số người dân Mỹ không có trung thành với một cái channel nào hết. Thì đó là những cái điểm mà tôi muốn cho quý khán thính giả cũng như Hoàng Bách và quý vị làm YouTube mà chưa biết thì sẽ nhận được cái thông tin này. Thì chúng ta biết là quý vị đó đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề truyền thông và truyền tin. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, chúng ta thấy cái tầm quan trọng của YouTube. Và nói về cái sự truyền thông, cái thời đại ngày hôm nay nó rất là tốt, nó rất là thuận lợi cho người dân. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi, thưa giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và quý khán thính giả. Một số người YouTube để đưa loan tin, những cái tin tức chính xác, minh bạch và rõ ràng, nó xảy ra một cái sự kiện quan trọng trên nước Mỹ hoặc là trên thế giới hoặc là trên một cái địa phương nào đó. Nhưng mà cũng có một số người lợi dụng YouTube, những cái phương tiện truyền thông để mà mưu đồ cá nhân của mình, mưu đồ lợi của mình. Cho nên đây cũng là một điều rất là phức tạp. Do đó nó đã phức tạp, cho nên ở Hoa Kỳ này nó cũng xảy ra. Mà trong những năm vừa qua thì quý vị thấy là cái thuyết âm mưu, khi nói tới thuyết âm mưu, nó từ ở đâu tới thì mình không biết. Nhưng mà thuyết âm mưu này nó có những cái mưu tính, nó có những cái toan tính gần như là một cái chiến lược, một cái sách lược để nó lũng đoạn cái xã hội của Hoa Kỳ, và nó tạo cho cái cộng đồng của Hoa Kỳ này, nghĩa là nhiễu loạn, đến không ai còn tin vào tin tức nào cả. Cái nào cũng giả hết. Cho nên ví dụ như là
Ô, tin tức truyền thông là tội tội ác của nhân dân chẳng hạn ha. Thì đó là những cái tin để tạo cho người dân họ không còn tin vào tin tức nào hay, thành nó hoảng loạn, mà không những ở Hoa Kỳ mà cả thế giới, kể cả Việt Nam cũng có luôn. Thì xin giáo sư có thể đi vào chi tiết những cái âm mưu, những người lợi dụng những cái phương tiện truyền thông để chuyên chở những cái điều mà mưu đồ của họ, mà có thể là kẻ thù của chúng ta ở bên ngoại quốc, họ kích động, họ đưa ra những cái tin này, ví dụ từ Nga bằng trung cảm hay là Iran vân vân và vân vân. Thì xin giáo sư có thể đi vào chi tiết những vấn đề này. Cảm ơn anh Hoàng Bách rất nhiều. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta thấy ngày hôm nay rất là nhiều người phải nói là bị ngộ độc bởi những cái tin tức. Người Mỹ hồi xưa họ có một cái câu là "You are what you eat", tức là bạn ăn cái gì thì cái thân thể bạn nó như vậy. Bạn ăn bậy bạ thì bạn mập phì. Bây giờ đó nó là cái câu như thế này: "You are what you read", "You are what you hear". Tức là mình nghe sao, mình lấy tin tức ở đâu thì con người mình đến như vậy. Và đó là thực tế, thưa quý vị. Thành ra chúng ta khó mà có thể biện minh được những cái người mà đang ủng hộ những cái chính sách gọi là sai lầm, những cái tư tưởng sai lầm, là họ đã bị quen rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không ngừng cái nỗ lực để mà truyền tải những cái tin tức trung thực. Thì trong cái đề tài ngày hôm nay thì tôi muốn đề cập tới một cái tổ chức là QAnon. Và quý vị đã nghe nhiều và đã biết nhiều, nhưng mà tôi phải trở lại bởi vì đây là một cái tổ chức mà vô cùng lợi hại. Nó đúng là vô cùng hại. Bởi vì đa số những cái truyền thông truyền tin của người Việt Nam dựa vào cái nhóm QAnon. Cho nên tôi đưa cho quý vị cái thống kê về QAnon mà Pew Research cũng đã đưa ra. Nó là như thế này, thưa quý vị. Khi mà chúng ta hỏi rằng đó, bạn có biết gì về QAnon không đó, thì chỉ có dưới 50% người Mỹ là nghe về QAnon và những cái thuyết âm mưu của họ. 47% người Mỹ nghe about QAnon. Nhưng mà quý vị biết sao không? Họ nghe nhưng mà nhiều khi họ không biết cái đó là của QAnon. Đó là nó xảy ra nhiều nhất, cho nên khi hỏi về như vậy thì chỉ có khoảng 47% người dân Mỹ biết về QAnon. Nhưng mà khi mà hỏi đó, mấy cái người nào mà biết nhiều về QAnon đó, thì thưa quý vị, những người nào đó mà hiểu biết về chính trị càng cao á, thì họ càng hiểu nhỏ rõ về cái tổ chức này là ai. Quý vị nhìn thấy cái thống kê này nè, Dân Chủ hay Cộng Hòa gì vậy, cái người đó mà đây đó là những người with high political knowledge, tức là có một cái khả năng chính trị cao đó, thì 85% đều biết rõ QAnon là cái gì. Trong khi đó đó, những người mà không có tìm hiểu về chính trị, không có vô để mà quan tâm vấn đề chính trị á, thấp á, là 25%. Chỉ có biết về QAnon là cái gì, sự thật nó là cái gì. Đó. Rồi đó, Cộng Hòa cũng vậy thôi. Đa số những người biết về QAnon là những người có cái trình độ chính trị cao. Chúng ta thường gọi là văn hóa chính trị. Rồi cái nhóm kế tiếp đó, thưa quý vị, cái thống kê kế tiếp đó, là nếu mà chúng ta biết về QAnon đó, thì chúng ta cho rằng cái tổ chức này là tốt hay xấu. Thì quý vị thấy đó, 74% khi mà tìm ra tổ chức này, hiểu rõ cái tổ chức này, hay là nó đúng là tôi dùng chữ tổ chức không đúng đây, hiểu rõ về QAnon đó, thì cho rằng đây là xấu. Dù rằng là Cộng Hòa hay Dân Chủ, Cộng Hòa thì chỉ 50% thôi, nhưng mà Dân Chủ á thì 90%. Nhưng mà nói chung á là cho QAnon là xấu. Thì kế tiếp nữa đó là tôi muốn đưa ra thêm một cái thống kê như thế này. Khi mà hỏi về QAnon đó, thì trong đầu óc quý vị nghĩ ra cái gì? Thì 44% nó nghĩ QAnon là cái thuyết âm mưu. 41% nghĩ nó là một cái tổ chức. Rồi 20% nghĩ nó là
của những người bên cánh phải, tức là những người theo cánh hữu đó. Và khi nói về QAnon thì nhiều người nghĩ tới ồ bu người hay là ngược đãi con nít là 20%. Khi mà nói về QAnon đó, thì nhiều người đó ông nghĩ tới ông Trump liền, trong đầu ông họ hiện ra ông Trump là một cứu tinh, là người thượng đế gửi xuống, một nạn nhân của một cái nhóm người nhóm này gọi là Satan đó. Vì nói về QAnon đó, thì nghĩ là cái nhóm này có quá khích hay không, hay là họ chỉ là nhóm người có cái giới hạn thôi, họ không có gì nguy hiểm cả, thì 13%. Và khi mà nói về QAnon đó, thì nghĩ tới những bọn người đó là những bọn người bên cánh trái, tức là bên cánh tả đó, là những bọn côn đồ. Chẳng hạn như bây giờ đưa một cái thí dụ cho quý vị thấy, ví dụ như nói về khi mà tôi nói ông Trump là cái gì, thì có người nghĩ ông Trump là người anh hùng nhất nước Mỹ, nhưng mà có người nghĩ trong đầu liền ông Trump là ông láo. Thì ai đúng ai sai thưa quý vị? Đó. Thành ra để mà trả lời câu hỏi này đó, trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn chia sẻ một cái thống kê kế tiếp đó thưa quý vị. Đó là gì? Trở lại với YouTube. Ở trên mạng lưới YouTube đó, thì quý vị biết người ta nghiên cứu 100 cái channel, thì trong đó chỉ có 11 cái channel nói về QAnon, đưa ra những cái chủ thuyết, cái lý thuyết của QAnon. Chỉ có 11 channel trong 100 channel mà được người ta ưa chuộng nhất ở trên cái tin tức đó. Nhưng mà 11 channel này thưa quý vị cung cấp 80% những cái tin tức về những cái video về QAnon, ca ngợi QAnon, hay là đưa ra những cái thuyết âm mưu của QAnon. Chỉ có 11 đài trong 100 đài, nhưng mà 80% những cái video đó về QAnon nằm trong những cái channel này. Đó là cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và một cái thống kê, xin lỗi, bây giờ đó, trước khi mà chúng ta bàn thêm nữa đó, thì thật sự chúng ta cần phải hiểu rõ thuyết âm mưu là cái gì, và chúng ta cần phải hiểu rõ QAnon là cái gì, thì từ đó chúng ta mới thấy được cái đường lối của YouTube hoạt động, và chúng ta có hiểu và mới hiểu được tại sao King Channel bị gọi là YouTube gạt bỏ qua một bên. Thì đó, thì cho nên đó, tiện đây tôi cũng chia sẻ tiếp luôn cho quý vị một cái chuyến đề thuyết âm mưu. Chúng ta nghe hoài, đúng không? Nghe hoài, nhưng mà thật sự nó là cái gì thưa quý vị? Cái thuyết âm mưu á là nó tạo ra một nhóm người có ý nham hiểm cho rằng một cái sự kiện nào đó xảy ra là một âm mưu. Một cái sự kiện nào đó nó xảy ra, chẳng hạn như COVID-19 xảy ra là một cái sự kiện, thì những người nhóm người nham hiểm đó họ cho rằng đó là đến từ bên Tàu. Hay là những người nhóm hiểm mà chống Mỹ á, nói là đến từ quân đội Mỹ đem tới Vũ Hán. Thành ra quý vị thấy không? Nó là một cái điều gì tạo ra, họ tạo ra những cái suy nghĩ, những cái lý thuyết để mà gây cái ảnh hưởng chính trị. Và họ không, quan trọng nhất là gì? Là họ không dựa vào một cái bằng chứng gì hết. COVID-19, khoa học đã chứng minh nó không đến từ con người. Nhưng mà họ vẫn tin nó đến từ Vũ Hán hay nó đến từ quân đội Mỹ. Tùy, nếu mà anh chị bên Tàu, anh chị cho là của Mỹ, anh chị bên Mỹ thì chúng ta cho là của người Tàu, những cái nhóm của ông Trump. Chỉ có những người sáng suốt tin vào khoa học, không có tin vào cái thuyết âm mưu, thì mới biết nó không phải đến từ cái sự sản xuất của con người. Cả ngàn bài báo, cả ngàn những người khoa học gia đã chứng minh cái điều này. Thì một cái điều quan trọng nữa đó, anh Hoàng Bách, đó là gì này? Tại sao người ta tin vào thuyết âm mưu? Bởi vì sao? Bởi vì thuyết âm mưu dùng ngụy biện. Anh Hoàng Bách, anh nhớ cách đây 2 tháng trước tôi có chia sẻ về ngụy biện đó. Tất cả những quý vị nghe, quý vị tin, tại vì họ ngụy biện, họ che đậy một cách khéo léo mà người ta tin vào đó. Và cái lối ngụy biện của họ đó, tiếng Anh nó gọi là circular reasoning, có nghĩa là lý luận vòng tròn. Lý luận vòng tròn là gì thưa quý vị? Là quý vị đưa ra một cái gì đó, quý vị nói cái này trúng nè, cái này đúng, thì cái này cũng đúng luôn. Chẳng hạn như tôi đưa vài cái thí dụ cho quý vị thấy. Coronavirus bùng phát bên Tàu, đúng.
À, cái đó họ nói vậy đó, thành ra nó bắt buộc nó xuất phát từ phòng lab Vũ Hán, nhưng mà không phải họ nói thẳng là coronavirus bùng phát bên đầu, họ còn nói là nó đến từ cái chợ, rồi cái chợ nó sát bên phòng lab Vũ Hán, rồi nó bò ra, con virus nó bò ra. Họ đưa những cái lập luận như vậy nhưng họ không có chứng minh bằng khoa học, nhưng mà người ta vẫn tin. Tức là cái lý luận này đó, ví dụ như nó khởi đầu bằng một cái gì mà họ cho nó là có thật nha. Tôi không không có nghĩa là nó có thật, nhưng mà trong trường hợp mà cái thí dụ này đó là coronavirus có bùng phát bên đầu, và những người họ nghe như vậy nó bùng phát bên đầu, cho nên họ nói một vòng vòng vòng, họ đi trong một cái vòng tròn mà, rồi họ kết luận là gì, là nó xuất phát từ phòng lab Vũ Hán của bên đầu đó. Cái thí dụ thứ hai nè đó, biểu tình đập phá cơ sở thương mại, cái đó có những cái cơ sở thương mại bị đập phá, do nên cái kết luận là Black Lives Matter, là Antifa, là những cái đập phá đó. Cái này đó, những cái thuyết âm mưu này á, gán tội cho Black Lives Matter đó, là Antifa, thì những người nghe này đó họ không cần chứng minh. À, có bắt được một người nào mà chứng minh được người đó là Antifa không? Không. Và những cái người đập phá cơ sở thương mại đâu phải là Black Lives Matter, mà là những kẻ lợi dụng cái thời cơ, những cái tên côn đồ lưu manh, nhưng mà không tin. À, và cái cuối cùng mà tôi muốn đưa ra cái ví dụ rất là quan trọng đó anh Bách, đó là bầu cử gian. À, cái này đó nó không có thật nha. Cái hai cái ví dụ trên đó có thật nha, coronavirus và bùng phát bên đầu có thật, rồi họ lý luận vòng 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 đó, thì mấy người này tin vào là bên Vũ Hán bên tàu. Nhưng mà cái thứ ba này là cái điểm mà tôi muốn nói rất là quan trọng, bầu cử gian lận. À, cái này nó không có thật, nhưng mà cái nhóm người mà dùng cái thuyết âm mưu này đó, anh thấy họ tung tin là có một con nhỏ đó nó đứng ở đó, nó đem cái những cái mail in trẻ tới ở trong cái phòng phiếu đó, đưa ra những cái tin mà đã có thật nhưng mà cho bầu cử gian lận đó. Bởi vì họ nói rằng bầu cử gian lận thì những người đó tin liền, thành ra phải đi biểu tình và lật đổ bà đó. Thành ra chúng ta hiểu rằng cái thuyết âm mưu là một cái loại ngụy biện để mà dụ dỗ quần chúng. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là cái thuyết âm mưu á, nó là những cái chứng minh giả tạo. Okay. Nhưng mà câu hỏi đặt ra như thế này, anh Hoàng Bách và quý khán thính giả, ai là người tung những cái thuyết âm mưu này? Và xin lỗi, tôi cái phần này quan trọng hơn. Tại sao người ta tin vào thuyết âm mưu? Đúng không? Mình biết nó xạo như vậy mà tại sao mình tin? Bởi vì anh Hoàng Bách biết đây là những cái lý do nè, thành kiến nè, niềm tin nè, khả năng phân tích kém nè. Cái này không phải do tôi đưa ra nha quý vị, thành ra đừng có trách tôi đây. Tôi lấy cái này từ cái Wikipedia đó. Cái khả năng phân tích kém nè, mắc chứng bệnh hoang tưởng nè, thiếu thông minh và cái tôi quá lớn. Đó là những cái lý do tại sao người ta tin vào thuyết âm mưu. Càng tin đó, thì càng bị lún sâu vào trong đó. Thành kiến là gì? Chúng bạn như chúng ta thấy, chúng ta có thành kiến, nhiều người có thành kiến về người Mỹ đen. Cho nên đó, khi mà nói người Mỹ đen đó, như tôi trình bày rất nhiều lần đó, là ăn welfare food stamp rất là nhiều. À, điều này nó không đúng sự thật, thật sự là người Mỹ trắng. Nhưng mà bởi vì có thành kiến với người da đen, cho nên tin liền không cần phải kiểm chứng. Cái sự khác biệt giữa thuyết âm mưu và sự thật là gì? Là cái thuyết âm mưu không dựa vào bằng chứng, không dựa vào những cái sự thật, mà họ chỉ nói để mà, bởi vì những người đó, tôi biết người này ghét người Mỹ đen cho nên tôi nói người Mỹ đen ăn welfare thì họ tin liền, tôi nói người Mỹ đen làm biếng thì họ tin liền. Và niềm tin nữa, thí dụ những người mà sùng đạo đó anh Hoàng Bách, thì họ không tin vào trong cái vấn đề phá thai, họ không ủng hộ chống lại những cái luật phá thai. Thì những như ông Trump ông nói đó, cái bà Hillary đó bấm móc. À, cái chủ trương bà là móc đứa con nít đang sống ở trong đó móc ra ngoài bụng. Họ gieo cái sự sợ hãi, cái niềm tin của họ cái đó là sai. Thì họ nghe như vậy, họ không có lý luận, họ không có tìm hiểu cái luật nó như thế nào, cái đó có thật hay không. Cái quan trọng thứ ba đó là cái khả năng phân tích kém. Cái khả năng phân tích kém này là anh Hồ Bách không phải là phải có đi học mà mới có khả năng phân tích đâu. Anh không cần phải đi học. Cái khả năng phân tích kém này á, là một con người chúng ta lấy một cái sự kiện gì đó, chúng ta suy nghĩ,
cái sự kiện nó rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng cả. Bầu cử gian lận chẳng hạn, chúng ta phải phân tích nó như thế này. Tại sao trong bao nhiêu người của đảng của ông, bao nhiêu tối những người tối cao, những người mà ông đề cử vô chức vụ tối cao pháp viện đều bỏ những cái đơn kiện của ông ra. À, rồi bao nhiêu cái người đảng viên của đảng Cộng Hòa, đảng Cộng Hòa không chấp nhận vấn đề bầu cử là gian lận, ngay cả những người làm việc trong đó. Cái khả năng một người bình thường thôi là phải có cái khả năng phân tích đó. Anh đâu cần phải có bằng đại học, anh đâu có phần phải học lớp 11, 12, lớp 5, lớp 6 là anh đã phải có cái khả năng phân tích và bắt chước bệnh hoang tưởng. Cái này rất là đúng. Đối với một số người Việt Nam, chúng ta nghĩ rằng sống ở nước Mỹ mà chúng ta nghĩ rằng đã lật đổ Biden đã là lật đổ Cộng sản. Thành ra khi mà ông Trump ông kêu gọi á, là đi xuống đường á, là cầm cờ vàng ba sọc đỏ, bởi vì những người này họ rất là tin tưởng vào cờ vàng ba sọc đỏ, họ rất là quý trọng cờ vàng ba sọc đỏ và bị bệnh hoang tưởng, cho nên họ nghĩ rằng họ cầm cái cờ đó và họ đang lật đổ Cộng sản. Đó là cái bệnh hoang tưởng. Và một cái điều nữa là thiếu thông minh, có nghĩa là không có khả năng để mà nhận biết cái nào là đúng và cái nào là sai. Và cuối cùng là cái tôi quá lớn. Tôi đã nói như vậy là phải đúng, không thể sai được. Không bao giờ dám mở miệng nói một lời xin lỗi là tôi sai. Không bao giờ nhận mình là làm một cái điều này nó có thiệt hại cho người khác. Đó là cái tôi quá lớn. Thành ra những cái yếu tố này nó làm cho người ta tin vào cái thuyết âm mưu, và từ đó người ta bị sa vào trong cái vũng này, như là chúng ta đã thấy đó, khó mà thay đổi được họ lắm, thưa anh Hồng Bách. Đó, thì đó là vấn đề tôi muốn chia sẻ về cái thuyết âm mưu. Và bây giờ tôi kế tiếp nữa, anh Hồng Bách cho tôi chia sẻ cái phần này, thì sau đó tôi sẽ nhường lại cho anh Hồng Bách, đó là cái QAnon. Quý vị, QAnon là gì? Chúng ta phải hiểu rõ QAnon là gì nha quý vị. QAnon nó bao gồm hai cái. Nhất đầu tiên nó phát nguồn là một cái thuyết âm mưu của cái nhóm cực hữu, cái nhóm gọi là chống người Do Thái, cái nhóm gọi là da trắng kỳ thị, là một thuyết âm mưu cực hữu. Rồi từ cái thuyết âm mưu này á, nó mới tạo ra một cái phong trào. Và phong trào này nó xuất hiện online, nó qua những cái forum mà như là A-Chan rồi A-Kun, bây giờ nó nhiều cái forum, tức là những nơi mà người ta hội họp lại trao đổi tin tức. Đó, thành ra những cái nhóm này á, người ta lấy những cái tin của nhóm cực hữu, rồi từ đó nó tạo ra cái phong trào. Và tại sao có cái chữ Q đứng đầu, thưa quý vị? Bởi vì đó, cái tin tức, những cái tin tức về cái thuyết âm mưu này được đưa ra bởi một cá nhân nào đó hay một nhóm người nào đó mà mình chỉ biết cái tên là Q thôi. Mình chỉ biết cái tên là Q thôi. Thành ra đó, cái thuyết này đầu tiên nó đưa ra hai cái vụ. Thứ nhất đó, là một cái vụ nó gọi là Pizzagate. Nó nói rằng là cái tổ chức này buôn người là hiếp dâm con nít đó, nằm ở một cái tiệm pizza. Rồi quý vị biết không, người ta đổ xô tới cái tiệm pizza đó. Rất tiếc tôi quên cái hình ảnh đó để đưa lên cho quý vị. Cái pizza đó họ hành hung, họ bạo động đối với người chủ nhân của cái tiệm pizza đó. Và sau đó nó đưa ra tiếp theo đó là cái nhóm này, cái nhóm QAnon này đó, là nói rằng ngày hôm nay có một đoàn quân của Satan, trong đó những có những kẻ ấu dâm ăn thịt người, điều hành một đường dây buôn bán tình dục trẻ em toàn cầu. Nhóm đó là ai thưa quý vị? Là đảng Dân Chủ và những người tài tử Điện Ảnh. Và cái âm mưu của họ là chống lại ông Trump, bởi vì ông Trump là Thượng Đế gửi xuống để cứu giúp nước Mỹ và nhân loại thoát khỏi cái nhóm buôn bán tình dục trẻ em toàn cầu. Đó, thành ra chúng ta phải nhớ rõ là cái thuyết âm mưu đưa ra thì những cái người hưởng ứng. Cái thuyết âm mưu lúc đầu đưa ra bởi một nhóm người nhỏ nào đó trong những cái diễn đàn nho nhỏ nào đó, họ đưa ra. Từ đó thành ra có những người tin vào đó và họ lập ra cái phong trào mà họ gọi là QAnon. Đó. Mà những người này á, thường là gặp online, họ chỉ gặp gỡ với nhau, như là cái hình ông này đó quý vị thấy không? Cái ông mà tôi đưa cái hình này ra, họ gặp gỡ nhau ở Capitol Hill ngày 1 tây
6 tây tháng 1. Đó, thành ra đó chúng ta nhìn ra được cái nhóm này là ai thì chúng ta sẽ hiểu rõ là họ những cái điều họ đó, chúng ta hiểu được cái thuyết đầu tiên họ đưa ra đó, họ đổ thừa một cái quán tiệm bán pizza, rồi họ đổ thừa người dân chủ và những người tài tử điện ảnh. Nếu một người có thông minh, anh Hoàng Bách anh nhận thấy sai liền, đúng không? Một không cần, anh không cần phải có học, anh không cần phải có bằng cấp mà anh thấy cái đó là sai. Nhưng những người đó họ bị thành kiến, họ bị những cái điểm bệnh hoang tưởng vân vân, họ tin vào cái điều này đó, thưa anh Hoàng Bách. Đó là cái nhóm bây giờ đó. Tiếp tục là gì? Ai là người tung các thuyết âm mưu? Thì như tôi đã trình bày rõ ràng, không phải chỉ có QAnon mà thôi, mà nhóm truyền trong thông cực hữu Trump và những người binh vực Trump vì quyền lợi. Đây là những cái người đã tung những cái thuyết âm mưu. QAnon thì khỏi nói rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy nè, Breitbart News của Steve Bannon là người đang không có muốn ra điều trần đó, trước quốc hội đó, Epoch Times, rồi One America Network nè, đó, đấy là những tổ chức truyền thông cực hữu tung ra những cái tin về thuyết âm mưu trên những cái tờ báo của họ, trên trang mạng của họ. Thêm vào đó nữa, chúng ta thấy á là ai? Trump. Tôi đưa quý vị cái link ở dưới này, quý vị coi, nếu quý vị cần tôi sẽ post ra ngoài đó. Trump có cả 100 cái thuyết âm mưu, hay là cổ võ nha, cổ võ cho tất cả những cái thuyết âm mưu của QAnon, ca ngợi QAnon, tweet về QAnon 256 lần. Cái trang web mà tôi để dưới đó nói về tất cả những cái thuyết âm mưu của Trump, mà tôi chỉ nói vài cái ở đây thôi. Thứ nhất là Barack Obama, thì điều này mọi người đều biết rồi, không sinh ở bên Mỹ và đã nhà thương để chứng minh và giấy tờ đã đưa ra, nhưng ngày nay vẫn còn những người không tin. Ted Cruz ám sát Kennedy, là nói ông Ted Cruz rất là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, là cha của ông Ted Cruz là Rafael Cruz á, là có liên hệ với người ám sát ông Kennedy, là ông Lee Harvey Oswald, thì tung ra cái tung này khi mà tranh cử với lại Ted Cruz. Anh thấy, quý vị thấy như tôi đẹp định nghĩa thuyết âm mưu là gì? Là ám chỉ, là âm mưu hiểm độc để mà hại người ta trong cái vấn đề chính trị và không dựa trên sự thật. Joe Biden, trong vụ Biden với Ukraine, cái chết của Osama Bin Laden cho đó là một cái hình xác giả của một người giống như là Bin Laden, là cái âm mưu của Obama và của ông Biden. Và đưa ra cái thuyết âm mưu kế tiếp là bà Kamala Harris, tương tự như là ông Barack Obama, bởi vì họ là da đen, họ là người không phải là da trắng, cho nên cho rằng họ không sinh ở Mỹ. Đó là những cái thuyết âm mưu. Không những như vậy, ngày hôm nay nhé, chúng ta thấy có nhiều comments của những người đó ta tin vào thuyết âm mưu là Deep State. Deep State là gì quý vị? Là một tổ chức của những nhóm người trong chính quyền, đặc biệt nhất là đảng Dân Chủ, có âm mưu để mà lật đổ ông Trump. Là Deep State, thành ra những gì ông Trump đang cố gắng thực hiện thì nhóm này đều ngăn cản cả, bởi vì họ có âm mưu trút phế ông Trump. Rồi Antifa. Antifa không phải là một nhóm người mà nổi tiếng hay là có một cái tổ chức gì lớn cả. Antifa là một cái thành phần rải rác, không có quan trọng gì cả, nhưng mà gán cho một cái tổ chức có uy tín, có tên tuổi và có cái lòng từ thiện và cái thiện tâm, thì bị gọi là cái nhóm Antifa. Stop the Steal, trung dùng cái thuyết âm mưu này, với những cái người này đưa ra cái tin tức, thông tin này ủng hộ họ là cái cuộc bầu cử đã bị gian lận. Đó là một trong rất nhiều quý vị có thể tham khảo thêm những cái thuyết âm mưu mà Trump á, tung ra ở khắp mọi nơi, Twitter, Facebook và YouTube, cho nên ông bị đóng cửa là như vậy. Ngoài ra, ngoài Trump ra, thưa anh Hoàng Bách và quý khán thính giả, còn có những người khác nữa. Những người này là ai? Là Alex Jones, là mọi người đã nghe ông Oliver đều cập rồi. Ông ta cho rằng là thế giới, ngân hàng thế giới đó, để giở cái trò lừa bịp để mà biến đổi khí hậu, và cũng cho rằng là ai mà chích vaccine sẽ bị cái bệnh gọi là autism, cái bệnh mà không có thể không làm được bình thường đó. Đây là một người đã bị YouTube ban. Laura Loomer,
là nói là cái vụ bắn súng ở một cái trường học đó, là trong đó có ISIS tung thuốc âm mưu. Và hai người nổi tiếng là Sidney Powell, là bà này luật sư ăn tiền của ông Trump, ủng hộ Trump, cho nên tuyên bố rằng bầu cử 2020 đã bị gian lận và đã kệ đệ đơn để mà thua. Mà đệ đơn ở đâu thì thua đó, và bà này đang bị cái công ty mà coi như là bán những cái máy bỏ phiếu đó, kiện thua. Liên quốc cũng vậy quý vị, đây là những người quá khích và đưa ra những thuyết âm mưu mà không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như chúng nói rằng tuyên bố ông Trump đã thắng cuộc bầu cử với 70% phiếu, và một nhóm bí mật trong đó có cộng sản, có Tập Cận Bình, có không biết trong đây có ông Nguyễn Xuân Phúc hay không, nhưng mà nó nói rằng cộng sản quốc tế, tình báo Trung Cộng và các quan chức Đảng Cộng Hòa đẳng cấp cuộc bầu cử. Đó đó là những người tung thuyết âm mưu. Xin mời anh Hoàng Bách, chia sẻ hơi lâu anh Hoàng Bách. Dạ vâng, không sao. Cái này thì quý khán thính giả của chúng ta muốn cần biết, bởi vì giáo sư vừa nêu lên đó là cái phương tiện truyền thông có nhiều người đưa không đưa tin chính xác, khách quan trung thực để gửi đến quý khán giả, mà đưa có thể một số những cái mưu đồ cá nhân cánh này hoặc cánh kia, ví dụ thiên tả hoặc thiên hữu, đưa ra những cái thuyết âm mưu, cái thuyết âm mưu có nhằm lũng đoạn lung lạc như chúng tôi vừa thưa đó, để nói hoài như cái kiểu giống như cộng sản, tức là cái chuyện không có mà cứ nói hoài nó trở thành có, chuyện không có thật mà cứ nói hoài nó trở thành thật, cho nên đây là một điều rất là nguy hiểm. Vậy thì thưa giáo sư, qua những cái sự trình bày đó, cái thuyết âm mưu khá nguy hiểm, nó tạo cho lung lạc trong xã hội, nó tạo cho cái nền tảng của dân chủ bị suy thoái. Ví dụ như là cuộc bầu cử từ trước tới giờ đâu có ai nói là cuộc bầu cử gian lận, nếu cũng có sơ sót không hoàn hảo một vài cái phần trăm nào đó thôi, nhưng họ đưa ra hoàn toàn đây là cuộc bầu cử là hoàn toàn đánh cắp, cứ nói đi nói lại mà tới bây giờ sau 9 tháng rồi. Tức là cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng thuyết âm mưu nó là muốn phá vỡ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Như vậy thì YouTube hoặc là các cái cơ quan truyền thông Facebook đó phải cần có biện pháp nào đó. Họ là cơ quan tư nhân, họ không phải là của chính phủ, cho nên họ có những cái quy định và một cái nội quy riêng của họ. Thì thưa giáo sư, một số các cơ quan truyền thông bị đặc biệt là YouTube hoặc là Facebook bị đóng cửa là vì họ vi phạm những cái điều lệ gì đó, hoặc là họ nhằm mục đích là họ đưa ra những cái thuyết âm mưu mà nó phản lại khoa học. Ví dụ như là vaccine, chích vaccine là để đó là các nhà khoa học họ đang nghiên cứu chích vaccine là để ngừa bệnh COVID-19, nhưng mà con người không, chích vaccine là nguy hiểm làm chết người, tức là họ nói ngược lại để cho người ta không đi chích, thì đây nó có tác hại là làm hại xã hội, chứ không phải là đưa ra họ nói chuyện chơi mà họ làm ngược lại với khoa học để tạo ra cái đại dịch còn còn lớn, mà cái không không có ngăn cản cái đại dịch thì cái nền kinh tế cũng như là cái xã hội của Mỹ sẽ bị suy sụp. Đó là cái điều rất là quan trọng. Vậy thì tại sao một số các YouTube, một số các Facebook bị đóng cửa là do những cái quy định gì? Hoặc là cái thuyết âm mưu này nó quá trớn, nó vượt ra, bởi vì những cái quyền tự do của người ta nói, nhưng mà nói chăng vừa phải, nói ngược lại với khoa học, thì xin giáo sư có thể chia sẻ thêm cái nhìn về vấn đề này. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Bách. Tuần vừa rồi đó thì tôi có chia sẻ cái đề tài là ai là người đóng cửa Quỳ Vũ Channel hay là The King Channel, thì tôi đã chia sẻ cái đề tài đó. Thì ngày hôm nay đó tôi muốn trở lại với một cái đề tài mới, nó có liên hệ tới cái đề tài tuần rồi, đó là lý do gì, dựa vào cái gì mà YouTube đã đóng cửa The King Channel cũng như Nguyễn Vũ Radio, nó có công bằng hay không, nó có oan ức hay không, hay là nó có ông Nguyễn Vũ có làm cái gì sai không, hay là chỉ là một cái gọi là bịt miệng cướp đi cái quyền tự do ngôn luận. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay, tiếp tục với cái chương trình vừa rồi, của tuần vừa rồi đó, thưa anh Bách. Thì thứ nhất á, chúng ta phải nhìn lại cái video mà ông Oliver đã thực hiện trên đài HBO. Thì á, trong cái video này á, thì ông ta nhấn mạnh
ông ta nói đến bốn điều. Nhất á, là ngụy vũ, chửi tục. Thứ hai là tung thuyết âm mưu. Thứ ba là vi phạm luật COVID-19. Thứ tư là làm ăn. Bốn đề tài này ông ta đề cập tới, nhưng mà làm ăn nó không phải là một cái đề tài để mà YouTube ban ông Nguyễn Vũ, cho nên chúng ta không đề cập, bởi vì rất ai cũng làm ăn trên đề tài, trong YouTube, mà không phải người nào lên YouTuber đa số đều có lợi nhuận cả, cho nên cái này không có gì sai cả, không có phải là cái lý do để mà chúng ta bàn thảo ngày hôm nay là vấn đề làm ăn. Chỉ có cái đó là nếu mà ông Oliver ông nói đó, là ông này nói rằng đó là cái những cái kem dưỡng da đó là từ cái người anh em họ gì đó, thì cái này nếu mà ông ta nói sai đó là ông Nguyễn Vũ có thể kiện thua và có thể thắng cả triệu đô la, cả chục triệu đô la. Nhưng mà cái vấn đề đó nó không phải là vấn đề của YouTube. Thì vấn đề chửi tục thì tôi xin trình bày với quý vị, đây là cái chính sách về chửi tục hay là nói tục tiểu của YouTube. Những video tôi lấy trực tiếp từ YouTube nha quý vị, tôi để cái link ngay đây cho quý vị vào trong đó kiểm chứng đó. Đây là hai nhân vật này đó, là hai nhân vật làm việc cho YouTube. Họ có một cái video ở trên mạng để nói về những cái luật lệ của YouTube, và họ nói về cái luật về nói chuyện tục tiểu. Họ nói như thế này, thưa quý vị: những video chứa những từ chửi thề thô bạo, chẳng hạn như đó cái chữ mà ông Nguyễn Vũ dùng đó là FUCK đó, vẫn có thể được kiếm tiền, tức là vẫn có thể thu được lợi nhuận, miễn là nó không xuất hiện trong tiêu đề, tức là trong cái title của mình. Mình không được bỏ những cái chữ đó vô đó, đó hàng loạt những cái chữ này họ đưa ra từng chữ một nha quý vị. Rồi đó, và không được bỏ nó trong những cái thumbnail, những cái hình mà thu nhỏ lại đó. Và ở khúc đầu của đoạn video không thể mở đầu bằng nói những cái chữ này được. Nếu vi phạm á, sẽ không được từ tiền từ những cái quảng cáo. Thì cái luật này đó, nó nói rõ ràng là ông Nguyễn Quỷ không có sai. Ông Nguyễn Quỷ không có làm những cái điều này, cho nên đây không phải là vấn đề. Ông ta chửi tục thì ông ta chỉ có sai với cái nguyên tắc của người Việt Nam là khi mà mình lớn tuổi, những người nghe là những người lớn tuổi mà mình ngồi đó mình văn tục và mình còn chỉ những ngón tay như vậy, thì đó là cái chỉ sai trên cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta mà thôi, chứ đó không phải là lý do để mà ông Nguyễn Vũ bị cái vấn đề gọi là dẹp bỏ cái YouTube. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai, thưa quý vị, đó là như thế này: YouTube đó có một cái chủ trương bài trừ thuyết âm mưu. Chủ trương này càng ngày nó càng lớn mạnh hơn. YouTube phải nói rằng là một cái tổ chức mà bài trừ thuyết âm mưu lớn nhất trong tất cả những tổ chức, trong những cái platform, kể cả Facebook hay Twitter hay là Instagram, thì Facebook chủ trương mạnh nhất. Thì họ có tuyên bố như thế này. Và cái lời tuyên bố của họ tôi có đăng ngay trên cái website của họ, tôi lấy xuống đó thưa quý vị. Trong đó họ nói cái điều như thế này: hôm nay chúng tôi đang thực hiện một bước nữa trong nỗ lực kiềm chế sự thù hận và quấy rối bằng cách xóa nội dung thuyết âm mưu nhiều hơn nữa khi các thuyết âm mưu này được sử dụng để biện minh cho bạo lực trong thế giới thực. Họ tuyên bố cái điều này. Và kể từ năm 2018, YouTube đã thực hiện một loạt các hành động thực thi và thay đổi chính sách để giảm nội dung của QAnon bằng cách sử dụng các quy tắc hiện có về chống kích động bạo lực hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Những động thái này đã dẫn đến việc xóa hàng chục ngàn video QAnon và chấm dứt hàng trăm kênh liên quan đến QAnon. Hàng trăm cái đài mà bị chấm dứt là bởi liên hệ đến QAnon, đưa ra những cái tin tức, những cái thông tin từ QAnon. Vậy thì cái vấn đề mà ông Nguyễn Vũ làm có sai trái gì trong vấn đề này không á, thì chúng ta phải nhìn lại
trong cái video mà ông Oliver đã nói. China completely has control of Biden. The whole situation with Hunter Biden's laptop and the trove of data it contains. I think Xi Jinping has got his hands on all of it. George Soros was part of the financial plot to overthrow the Trump administration. Đó, trong cái đoạn video này, tôi không có coi những cái video khác nha thưa quý vị, thành ra tôi chỉ lấy những cái gì mà John Oliver đưa ra. Thì ông Ngụy Vũ nói rằng Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát được Biden với máy tính xách tay của Hunter Biden và kho dữ liệu chứa đựng trong đó. Tôi nghĩ Tập Cận Bình đã nhúng tay vào tất cả việc làm của Biden. Thế đây có phải là một cái thuyết âm mưu hay không? Thì tôi đưa tới đó, những cái tôi sẽ giải thích cho quý vị, đây là một cái thuyết âm mưu. Thứ nhất á, là cái top của Hunter Biden á, được đưa ra bởi một người có tên là John Paul Mack. Ông ta làm trong một cái tiệm sửa computer. Ông ta là chủ của một cái tiệm sửa computer. Thì ông ta nói rằng có một người đến xưng tên là Biden, đưa cho ông ta sửa cái laptop. Rồi thì không tới lấy. Rồi ông ta nhìn vô trong cái hard drive thì ông ta thấy có nhiều cái vấn đề làm ăn với Ukraine, làm ăn với Tàu. Ông ta đưa ra vấn đề này. Và ngày hôm nay thì ông ta đã đóng cửa tiệm. Sau khi ông ta thua kiện Twitter, bởi vì Twitter đã coi như là ban cái account của ông ta. Thì thưa quý vị, vì laptop của Hunter Biden, cái vụ này đó, có phải là một cái thuyết âm mưu hay không? Những gì ông Ngụy Vũ nói ra có sự thật hay không, thì tôi sẽ chứng minh cho quý vị nó là một cái thuyết âm mưu là bởi vì sao? Bởi vì sau nghe cái tin với cái vụ laptop này đó, thì hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là những người bảo vệ ông Trump. Một ông là John Johnson, chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, tức là Homeland Security đó. Và một ông là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley, mở một cái cuộc điều tra liên tức khác. Và quý vị biết, 3 tháng, 2 tháng trước khi mà bầu cử xảy ra đó, thì họ đã công bố điều gì? Họ đưa ra một cái tờ báo cáo dài 87 trang, tổng hợp cái cuộc điều tra lại. Thì hai ủy ban đều công bố không có bằng chứng cho thấy ông Biden và Hunter Biden đã thực hiện không đúng chính sách của Mỹ đối với Ukraine hoặc phạm bất kỳ hành vi sai trái nào khác. Đó. Đây là hai ủy ban, lúc đó Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền. Hai chủ tịch là hai người là ủng hộ ông Trump, ông Ron Johnson này là chống COVID-19. Chống lại vấn đề vaccine và đeo mặt nạ. Ông Chuck Grassley này là chủ trương là coi như là binh vực ông Trump. Đó. Điều phải đồng công bố trước những tháng bầu cử là vấn đề này không có thật. Đó, anh thấy không? Thành ra đây là một cái gì? Đây là một cái thuyết âm mưu mà Ngụy Vũ Channel đã tung ra. Cái thứ hai đó là nói về ông George Soros. Ông Ngụy Vũ nói rằng George Soros á, là một phần của âm mưu tài chính nhằm lật đổ chính quyền của Trump. Ông nói câu này. Đây có phải là sự thật không? Thì quý vị biết á, tại sao người ta nói câu những cái điều này. Không phải chỉ có một vấn đề đâu. Ông George Soros này á, quý vị biết á, ông ta đó là cái gai nhọn của nhóm cực hữu. Một cái gai rất là nhọn, bởi vì ông ta là một trong những tỷ phú giàu nhất mà sẵn sàng bỏ tiền ra để chống lại những cái tư tưởng cực đoan. Và tôi xin chia sẻ với quý vị một đoạn video dài 1 phút rưỡi và tôi sẽ dịch lại trong cái khả năng của tôi. Đó là cái này đến từ Forbes Magazine, chứ không phải đến từ những cái tổ chức mà không có uy tín. Thì đây là cái tài liệu nói về ông George Soros là top giver, tức là người cho nhiều nhất. Billionaire hedge fund tycoon George Soros is best known in the UK as the man who broke the Bank of England by betting against the pound. In the US, he is known as a major democratic political donor and one of the foremost philanthropists focusing on democracy, with lifetime giving that tops $16.8 billion. Born in Budapest, Hungary in 1930, Soros survived the country's Nazi occupation and emigrated to the United States, where he began his career in finance.
In 2020, Soros gifted his birthplace over $1 million to help prepare for the coronavirus pandemic as part of a $130 million commitment for COVID-19 aid worldwide. With his personal experiences influencing his philanthropy, Soros established Open Society Foundations over 40 years ago to promote democracy and human rights around the globe. With an annual giving of $1.2 billion in 2020, the foundation's causes range from economic equality and justice reform to anti-discrimination. Amid the protests for racial equality last year, the foundation committed $220 million to support leaders in Black communities across the United States. In January, Soros pledged $1 billion to take on the spread of nationalism through a new university network for teaching and research. Claiming this was, quote, the most important project of his life, Soros hopes to build on the Open Society Foundation's work. Thưa quý vị, ông George Soros á, trong cái video vừa rồi đó, ông nói như thế này. Tại Hoa Kỳ, Soros được biết đến là nhà tài trợ chính trị chính yếu cho đảng Dân Chủ và là một trong những cái nhà từ thiện tập trung vào nền Dân Chủ với số tiền đóng góp đã lên đến 16,8 tỷ. Sinh ra ở Budapest, Hungary năm 1930, Soros sống sót sau sự chiếm đóng của Đức Quốc xã và di cư đến Hoa Kỳ, nơi ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính. Vào năm 2020, Soros đã tặng nơi sinh của mình hơn $1 triệu để giúp chuẩn bị cho đại dịch coronavirus, là một phần của cam kết $130 triệu viện trợ cho COVID-19 trên toàn thế giới. Với những kinh nghiệm cá nhân ảnh hưởng đến hoạt động từ thiện của mình, Soros đã thành lập quỹ Open Society Foundation hơn 40 năm trước để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu với số tiền đóng góp hàng năm là $1.2 tỷ. Xin lỗi, $1.200 tỷ thì đúng hơn. Vào năm 2020, tổ chức này hoạt động từ lĩnh vực bình đẳng kinh tế và cải cách công bằng đến chống kỳ thị chủng tộc. Giữa cuộc biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc năm ngoái, quỹ đã cam kết $220 triệu để hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng da đen trên khắp Hoa Kỳ. Vào tháng Giêng, Soros đã cam kết $1 tỷ để thực hiện việc chống chủ nghĩa quốc gia một mạng lưới qua một mạng lưới của các trường đại học và những nơi giảng dạy và những nghiên cứu. Ông khẳng định đây là việc quan trọng nhất trong đời của ông ta. Tôi xin lỗi nha, ông ta đóng góp hàng năm là $1.2 tỷ. Tôi con số nó phải chính xác là như vậy, tức là $1.200 triệu mỗi năm vào trong cái quỹ để mà chống cái vấn đề gọi là bất công của xã hội, tạo cái sự bình đẳng của xã hội đó. Không những như vậy, anh Hằng Bách, mà ông Soros rất là kẻ thù của Trump. Quý vị nghe cái lời tuyên bố của ông ta trong 50 giây với cái channel đến từ Bloomberg. Clearly, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. Ông nói như thế này: rõ ràng tôi coi chính quyền Trump là mối nguy hiểm đối với thế giới, nhưng tôi coi đó như là một hiện tượng hoàn toàn mang tính cách tạm thời, sẽ biến mất vào năm 2020 hoặc có thể sớm hơn nữa. Tôi ghi nhận Trump đã thành công, đã động viên những người ủng hộ nòng cốt của ông rất là xuất sắc. Nhưng đối với mỗi người ủng hộ mà ông ấy đối xử là một bè phái, thì đã tạo ra một số lượng lớn hơn những đối thủ nòng cốt có sự thúc đẩy mạnh mẽ như nhau. Ông chống ông Trump. Và cái lời nói này vào năm 2018 thì ông nói đúng, 2020 thì Trump đã bị thất cử. Và đây là cái hình ảnh anh Hoàng Mát coi cái hình ảnh người người yêu con, người vợ con
gặp nhau từ năm 2008 đó đến 2012 đó, thì coi như là kết hôn, không phải là kết hôn mà gọi là đính hôn. Đây bà này á là có tên là Bolton nhưng mà không có liên hệ với Bolton, bà này là người Mỹ mà gốc Nhật. Đó thì quý vị thấy ổng rõ ràng là người chống Trump rất là mạnh mẽ. Và ổng chống Trump từ lúc nào, ổng chống đảng Cộng hòa mạnh mẽ nhất vào năm 2013 đó quý vị. Khi mà ông George W. Bush gửi quân qua bên Iraq đó, là lúc đó là ổng bắt đầu bỏ tiền ra để ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên đó, chúng ta thấy đó, những cái tin tức vừa rồi đó là những cái điều nó không có đúng sự thật. Nhưng mà như như tôi hồi nãy có nói đó, những người mà ủng hộ ông Trump, ghét ông Soros, đưa những cái tin tức của ông Soros là toàn là những cái gọi là thuyết âm mưu. Vậy thì Nguyễn Vũ tung thuyết âm mưu thì vi phạm luật của YouTube, đúng không? YouTube đang bài trừ thuyết âm mưu, thành ra đó cái vấn đề mà đưa ra cái thuyết âm mưu là YouTube đã xác nhận đó, họ đã hủy bỏ cả trăm cái kênh vi phạm cái luật về thuyết âm mưu. Thì đây là cái thuyết âm mưu, cho nên đó đây là cái lý do, một trong những cái lý do mà Nguyễn Vũ đã bị ban. Và quý vị biết á, là một cái điều như thế này nè, trước khi đi vào cái vấn đề kế tiếp á, thì là khi mà QAnon bị YouTube ban á, thì họ thua YouTube, thì kết quả là gì? Là ngay đài Fox News loan cái tin này nha, tôi có cái link của Fox News ngay đây, là YouTube đã không vi phạm hiến pháp khi xóa QAnon video thẩm phán liên bang đã quyết định. Tức là QAnon họ đâu có chịu thua đâu, họ đi thua YouTube mà YouTube đã thắng kiện. Vậy thì ngày hôm nay anh Nguyễn Vũ có thể đi thua YouTube nhưng mà tôi nghĩ rằng khó mà thắng được lắm. Thế thì cái tiếp nữa nha Hoàng Bách, hơi lâu, đây là cái cuối cùng đó, là đó YouTube cấm thông tin sai lạc về COVID-19. Ở nhất là ở cái thời điểm này, YouTube không cho phép truyền bá thông tin sai lệch về y tế mâu thuẫn với thông tin y tế của cơ quan y tế địa phương hoặc tổ chức thế giới. Trong đó có một cái vấn đề anh không được nói sai những cái điều mà WHO đưa ra hay tổ chức y tế của Hoa Kỳ đưa ra, cách chữa bệnh, phòng ngừa, chẩn đoán, quá trình lây truyền, hướng dẫn cách xa xã hội, social distancing, và sự tồn tại của COVID-19, không được nói những cái điều này sai. Và quý vị biết là anh Nguyễn Vũ đã vi phạm cái điều này. YouTube viết rõ ràng nha quý vị, trên cái trang web của họ, và trang web tôi có để ở dưới này nè. Đó, quý vị thấy trang web nó nằm ở đó đó. YouTube nói rõ ràng á, nếu mà anh tuyên bố rằng đeo khẩu trang là nguy hiểm hoặc gây ra các ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của cơ thể, thì đây là anh vi phạm cái luật. YouTube không cho phép nói rằng tuyên bố đeo khẩu trang là nguy hiểm hoặc gây ra các ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của cơ thể. Và Nguyễn Vũ thì tuyên bố như thế nào? Mà khi quý vị nghe đó, là như thế này quý vị. Là tại sao chúng ta vẫn bị ép buộc phải đeo mặt nạ giết người. Thế quý vị thấy cái sự khác biệt nó như thế nào? Anh nói nguy hiểm đó là anh đã vi phạm rồi. Mà còn cái này á, Nguyễn Vũ là tuyên bố rằng đó, là mặt nạ đang giết người. Cái điều này đã được trình bày trên cái chương trình của Oliver, và tôi chỉ lấy lại thôi nha quý vị, chứ không phải tôi nêu ra cái điều này. Vậy thì đó, vậy thì cái vấn đề đó là ông Nguyễn Vũ đã bị vi phạm cái luật của Yahoo, xin lỗi, của YouTube. Rõ ràng đúng không? Vì thành ra những điều ông ta làm chửi tục ok, đưa ra thuyết âm mưu không được, rồi đưa ra cái tin tức về cái COVID-19 là không được. Xin mời anh Hoàng Bách. Dạ vâng, khi mà giáo sư vừa nêu lên đó,
YouTube họ có cái quy định ở nội quy, tức là họ tôn trọng y tế và khoa học. Nếu điều gì mà ngược lại thì bị vi phạm, và vi phạm thì họ xóa tên. Thưa giáo sư, có người so sánh cho rằng là xóa tên như vậy đó, cũng như là ông Trump đó, bị YouTube, bị Facebook, bị Twitter, họ không cho tiếp tục cái account nữa, cái chương mục nữa, để mà có thể tiếp tục có. Thì người ta cho rằng là đoàn sống ở Hoa Kỳ mà bị bịt miệng chẳng khác gì ở Việt Nam. Thì cái câu hỏi nhỏ này giáo sư có thể trả lời như thế nào? Dạ, câu hỏi này nó thì rất là dễ trả lời thưa anh Hoàng Bách. Nhất là chúng ta hỏi rằng đó, cái câu hỏi chúng ta phải trả lời đó, đó cái tựa đề của ngày hôm nay đó là YouTube có kiếp quyền tự do ngôn luận của King Channel hay không? Có bịt miệng không? Thì tôi xin nói với vị là không. Là bởi vì đó, YouTube đưa ra cái luật, và khi mà anh vào anh sinh hoạt thì anh có bổn phận, mặc dù rằng nhiều người không làm, là đọc cái luật lệ của họ và tuân theo cái luật lệ của họ. Nếu không đó là anh vi phạm. Thì cái đó đâu phải là thiếu dân chủ, đâu phải là tự do ngôn luận. Và cái điều quan trọng là gì thưa anh Hoàng Bách? Là thật sự mà nói đó, nhiều người đó họ cũng không hiểu tự do ngôn luận là gì. Cho nên tôi xin phép anh Hoàng Bách đó, trong cái chương trình này hôm nay á, tôi muốn nói một chút xíu về cái vấn đề tự do ngôn luận. Thì nó như thế này. Tôi đi kiếm cái... Nhiều người cho rằng đang sống ở Mỹ mà là bịt miệng, tức là không có tự do ngôn luận, nhưng mà ở đâu cũng có những cái quy định hết. Những cái quy định đó mình đi sai thì cái quy định đó họ vi phạm thì họ có thể bịt miệng. Đó là cái chuyện đương nhiên, bởi vì nếu không thì mình đi kiện. Mình thấy là mình nếu có dẫn chứng đầy đủ thì mình đi kiện, thưa giáo sư và thưa quý khán giả. Dạ, tôi muốn nói thêm rõ hơn, nhưng mà bây giờ tôi không biết là cái đó là đâu để cho mọi người hiểu. Là mọi người nghĩ sai, thôi bây giờ tôi không cần cái link đó, tôi cũng vẫn có thể nói được nó. Mọi người hiểu sai là như thế này. Cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trong điều 19, họ có nói là người ta có quyền bày tỏ và có quyền tư tưởng. Thì trong cái quyền mà bày tỏ đó, trong đó có cái quyền gọi là, mà chúng ta gọi là tự do ngôn luận. Anh có quyền viết bài, anh có quyền dùng blog, anh có quyền lên nói tin tức, anh có quyền chia sẻ, anh có đường, anh có quyền làm những cái điều đó. Đó là theo cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhưng mà khi mà đó, cái điều này đó, nó áp dụng để cái mục đích của nó là gì anh Hoàng Bách? Là để cho chính quyền không được độc tài. Chính quyền phải tôn trọng những cái quyền đó, không được bịt miệng người dân. Và chính quyền không những như vậy phải bảo vệ những người ta có cái quyền phát biểu, người ta có quyền nói. Đó là cái cơ bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này, họ đưa ra những cái điều đó để giúp cho một nước không bị độc tài, không bị đàn áp. Thành ra đó, chúng ta thấy đây là đây, tôi chia sẻ lại cái màn ảnh này cho quý vị thấy. Đó là quý vị thấy không, đây là một cái hình ảnh của một cái nước không có dân chủ, là một cái gọi là không có tôn trọng và bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận bằng bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý. Nhưng mà đó, đối với ông Trump thì như thế nào quý vị? Ông Trump là chính quyền, ông Trump là người của chính phủ, nhưng mà đó, cái người dân đó có quyền bịt miệng chính phủ khi chính phủ làm sai. Khi ông kêu người ta kêu gọi xuống đường để mà người ta tạo ra một cái cuộc rối loạn vào ngày 6 Tây tháng 1, đó là sai. Thành ra chỉ có trong một nước có dân chủ thì người dân mới có quyền bịt miệng được chính phủ. Anh Hoàng Bách, người dân ở Việt Nam, người dân ở Tàu có thể làm được điều này, có thể bịt miệng được Cộng sản Việt Nam không? Không. Thành ra cái hành động này mới là mới mà là thật sự là một đất nước có dân chủ. Nếu người dân không có quyền bịt miệng chính phủ khi chính phủ làm sai, là một cái nước độc tài.
Bây giờ trở lại với nghị vụ. YouTube có quyền bịt mồm, bịt miệng The King Channel khi mà ông đã vi phạm luật quá nặng nề. Là một cái tổ chức cá nhân, họ có luật. Thì anh vào đó, anh vi phạm luật, thì họ có quyền đưa anh ra. Bây giờ tôi nói một thí dụ rất đơn giản. Thí dụ tôi vào nhà anh Hoàng Bách, mà anh Hoàng Bách ủng hộ ông Biden, mà tôi tới đó, tôi ủng hộ ông Trump, tôi tới nhà anh. À, anh nói là tôi thích ông Biden, mà giờ tôi nói là ông sai, ông Trump mới là hại dân. Thì anh có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà. Cái đó không phải là vi phạm cái quyền tự do phát biểu của con người. Mỗi nơi chúng ta đến, mỗi tổ chức chúng ta tham gia, họ đều có quy luật. Khi chúng ta không tôn trọng cái quy luật của họ, thì họ có quyền đẩy chúng ra. Và nếu họ đẩy chúng ta ra sai, thì chúng ta có quyền thưa kiện như họ đã nói. Thành ra đó, nói rằng YouTube cướp quyền tự do ngôn luận của King Channel là thật sự quý vị không hiểu cái quyền tự do ngôn luận là gì và nó có mục đích không phải là để bảo vệ những cái sai mà bảo vệ một cái chính phủ không được độc tài. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng. Như vậy thì trường hợp mà khi mà Facebook hoặc là YouTube họ đóng cửa một số các cá nhân hoặc là một công ty, ví dụ như Alex Jones cũng là một người bình luận cũng nổi tiếng nhưng mà đi theo thuyết âm mưu thì cũng bị đóng cửa. Vậy thì cái trường hợp ví dụ như ông Donald Trump cũng bị không còn trương mục nữa, như là King Channel, thì với cái nhìn của giáo sư thì những nếu mà những họ đóng cửa sai, mình có quyền đi kiện không? Và nếu họ đóng cửa một thời gian, họ cảnh cáo ví dụ đóng cửa một tuần lễ, một tháng hoặc là một năm, hay là họ đóng cửa vĩnh viễn, và những người bị đóng cửa này nếu mà oan ức thì họ có quyền kiện không? Và kiện thì như thế nào? Thì có thể giải thích thêm về luật một chút xíu qua các cá nhân mà người ta chúng ta thấy là ồ, có một số người nói là King Channel đã trở lại vân vân và vân vân, thì sự thật nó hư thật nó ra sao? Dạ thưa anh Hoàng Bách, thứ nhất là không phải chỉ có King Channel bị đóng cửa vì vi phạm luật đâu, mà có hàng trăm channel, và tôi xin phép anh Hoàng Bách chia sẻ đây là những cái channel mà đã bị YouTube đóng cửa. Anh Hoàng Bách thấy màn hình chứ phải không anh Hoàng Bách? À, thấy. Các YouTube đình chỉ các account đó. Mang quanh America News Network với 1,210,000 subscriber đã nói sai về cái COVID-19 cho nên bị đóng cửa một tuần lễ và lấy lại những cái tiền quảng cáo. Cái thứ hai nữa đó là Ron Johnson, ông này đó là thượng nghị sĩ đã điều tra cái vụ Biden đó, với lại Ukraine đó. Ông ta có 27,600 subscriber mà ông ta bị ngưng một tuần lễ bởi vì ông ta cũng nói sai là muốn để mà coi như là ngăn bệnh hay chữa bệnh đó thì dùng những cái thuốc tẩy để mà uống như là ông Trump vậy đó, thì cũng bị suspend. Thành ra không phải chỉ có King Channel, và nhất là Alex Jones, anh Hoàng Bách thấy không, có 2,430,000 subscriber, có 1,643,609 view, kinh khủng không? Cũng bị đóng cửa vĩnh viễn, không phải đóng cửa từ YouTube mà cũng từ Facebook, Spotify, Apple Cast. Và lúc đầu á thì bị đóng cửa vài ngày thôi, nhưng mà sau đó tiếp tục thì bây giờ bà đã bị đóng cửa vĩnh viễn, terminated có nghĩa là đóng cửa vĩnh viễn đó. Rồi đó chúng ta thấy đó, tiếp theo đó nữa đó là chúng ta thấy có một tổ chức công giáo cực đoan có cái tên là Lifeside News, thì cái tổ chức này đó cũng bị đóng cửa vĩnh viễn. Tổ chức này ở bên Canada đó, Hoàng Bách, của một nhóm người công giáo, họ viết bài, họ chỉ trích Đức Giáo Hoàng Francis. Trong đó họ có 310,000 subscriber, 58 triệu view, và bị đóng cửa. Bởi vì sao? Họ nói sai về COVID-19. Có một video cho rằng COVID-19 là trò lừa bịp lớn nhất gây ra cho công chúng mà không bị nghi ngờ. Ý họ nói là không có COVID-19, đây là lừa bịp thôi để hại ông Trump. Thì đây là một tổ chức mà về cái nhóm cực hữu của công giáo.
Thì quý vị chỉ cần đánh Lifestyle News lên Google là nó sẽ ra. Thế là chúng ta thấy đó là cái vấn đề mà YouTube họ đã có cái lập trường, họ đã có luật lệ. Anh vào nơi đó thì anh phải tuân luật, không tuân luật thì họ ban. Và như tôi có nói đó, nó mất. Cái nhóm QAnon đã kiện YouTube khi mà lấy những video xuống và đã thua. Đã thua bởi vì luật họ đã đưa ra. Và bây giờ đó, cái vấn đề là người ta đặt câu hỏi là Nguy vụ channel có được trở lại không? Cái đó thì tôi không có khả năng để trả lời. Tôi không biết bên trong nó là cái gì. Nhưng tôi chỉ biết một điều là thường á, thì nó gọi là three strike, tức là bị ba lần thì anh mới bị ban dính vào bệnh viện. Lần thứ nhất á, thì họ cảnh cáo anh một tuần. Lần thứ hai trong một tuần đó, rồi trong 90 ngày đó sẽ theo dõi anh. Anh mà làm gì sai là họ coi như là hai cái strike. Và đến lần thứ ba anh vi phạm thì họ mới đóng cửa dính viện bệnh viện. Cho nên hỏi rằng tôi có biết là Nguy vụ channel trở lại thì tôi hoàn toàn không có cái khả năng để trả lời cái câu hỏi đó. Nhưng mà cho rằng là đang trở lại thì cái đó không đúng. Hiện nay You King Channel nếu mà trở lại đó, thì khi quý vị đọc ở dưới đó thì nó phải là từ King Channel, tức là cái tên nguyên thủy, cũng như Hoàng Bách Channel đó, là quý vị thấy khi quý vị đọc đó, vô trong thì thấy chữ Hoàng Bách nó dính chung với nhau và Channel đó, thì nghĩa là cái chữ đó nó xuất hiện lên về cái channel đó thì mới xác nhận đó thật sự đó là của ông King Channel hay không. Là quý vị thấy cái chữ thật sự bắt nguồn từ đó, cái đài đó nó đến từ đâu, tên nó là gì. Câu hỏi cái tiếp nữa là tản mạng một chút xíu đó, là tại sao mà YouTube ra tay quá trễ. Cái đây là cái lời than phiền của ông Oliver nha, chứ không phải của tôi. Ông này ông nói ra trẻ Alex Jones á, đã bị đóng cửa rồi. Nhưng mà tại sao mà King Channel vẫn chưa bị đóng cửa? Bởi vì lúc ông loan tin tức á, là King Channel vẫn chưa đóng cửa. Là quý vị nghe cái câu nói của ông đó thì quý vị sẽ hiểu được như thế này. What I guess this means is Alex Jones could probably find his way back onto YouTube if he could just complete a Rosetta Stone course. Ý ông nói đây á, là bởi vì á, cái King Channel á, là nói bằng tiếng Việt. Cho nên khi mà nói bằng tiếng Việt á, thì ít bị để ý. Và cái ngôn ngữ nó khó mà người ta khám phá ra, YouTube khám phá ra được. Cho nên á, nhờ cái chương trình này mà mới khám phá ra là Nguy vụ không khác gì Alex Jones. Thành ra ông nói, thành ra ông mới mỉa mai đó, cái cổng đùa đó. Ông là một nhà khôi hài mà. Nếu mà ông này đi nói tiếng Việt á, thì tất nhiên là ít người nghe anh Hoàng Bách. Dù rằng người Việt mình rất là đông mà YouTube họ không biết. Cho nên bây giờ đó, cái đây là vấn đề mà nó rất là quan trọng. Vấn đề cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh Hoàng Bách và quý vị khán giả nữa đó. Bây giờ nó nhiều người nói giờ đổ qua Facebook. Thì tôi muốn chia sẻ với anh Hoàng Bách với mọi người một chút xíu là vấn đề đổ qua Facebook. YouTube và Facebook chúng ta đều biết đó là họ thưởng cho những cái channel nào, những cái video nào mà đem lại cái lợi nhuận cho họ, thì cái lợi nhuận của họ thì họ sẽ chia bớt cho mình. Chẳng hạn như ở bên YouTube, thường thường đó, những cái quảng cáo mà quý vị thấy đưa lên đó là họ tính tiền cho những người quảng cáo từ 18 xu cho tới 30 xu một cái quảng cáo. Quý vị phải đấu giá nữa nha. Ví dụ như tôi muốn lên cái quảng cáo, tôi muốn lên trước mọi người nghe đó, thì tôi phải đấu giá một cái quảng cáo vậy, tôi phải trả bao nhiêu tiền, bao nhiêu giây. Thì người nào mà quảng cáo trả tiền YouTube nhiều nhất thì họ cho lên nhiều, xin lỗi, họ cho lên trước, và người nào trả tiền nhiều thì họ cho lên nhiều. Thành ra đó, đây là một cái nơi để mọi người có thể kiếm tiền. Và cái đó rất là hay thưa quý vị, nó giúp cho những ai có những cái sáng kiến, những cái tư tưởng hay, nấu ăn, dạy người ta cái này cái nọ thì được thưởng tiền. Thường á thì YouTube lấy 18 tới 30 cent. Và thường á thì họ trả cho YouTuber từ 1 cent cho tới 3 cent tùy vào cái khu vực và tùy vào cái tiền mà người quảng cáo trả cho họ. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta ở những cái khu vực mà nó họ cho rằng nó không có nhiều người theo dõi, hay là họ không có thể mà họ họ
tiếp cận được cái sản phẩm mà mình muốn quảng cáo thì họ trả tiền ít, từ 1 cent tới 3 cent cho mỗi quảng cáo. Và cái điều kiện là người ta phải bấm vô. Thí dụ quý vị coi mà quý vị skip ad đó, thì chắc chắn người đó không được tiền. Cho nên cái quan trọng là gì quý vị? Cái điều kiện để mà lấy tiền ở bên Facebook nó khó hơn, là quý vị phải có, người ta phải theo dõi 10.000 giờ trong 60 ngày. Tức là bây giờ anh trong 60 ngày này mà anh chỉ có 90.000 giờ thôi á, thì coi như anh cũng không được anh Hoàng Bách. Chứ không phải như ở bên YouTube, YouTube mới cộng lại là được rồi. À, còn cái này là phải trong 60 ngày mà anh có 10.000 giờ. 10.000 giờ đã khó kiếm so với 4.000 giờ ở bên YouTube. Và đó, theo một cái phỏng vấn của những người làm YouTube và Facebook nổi tiếng trên nước Mỹ đó, thì 1 triệu view ở bên Facebook họ chỉ trả có 260 đồng tới 350 đồng. Trong khi đó, bên YouTube 1 triệu view anh có thể kiếm được 2.000 đồng. Nhưng mà ý tôi nói đây đó, thưa quý vị, là cái 2.000 đồng này nó là con số hơi cao. Nếu mà chúng ta ở những cái nước như ở Việt Nam thì tôi nghĩ họ không có tới đâu. Họ chỉ trả chừng khoảng có thể bằng 1/3 hay là 2/3 số tiền này mà thôi. Đó. Thì đây là cái lợi nhuận mà thu được. Và cái thứ hai nữa đó là quý vị biết hai cái platform, tức là hai cái này nó khác nhau. Một bên đó thì không chuyên về video, Facebook là mạng chụp hình đi vacation, chụp món ăn để cho bạn bè coi, đó là social. Còn YouTube á, nó là video, nó khởi đầu video, đã đi tiên phong trong vấn đề video. Cho nên người đến với YouTube á là người muốn nghe, muốn thấy và muốn nghe. Còn người bên Facebook á là muốn đọc. Hai cái loại khán giả nó khác nhau. Tuy nhiên cả hai đều lớn cả nha quý vị. Cả hai đều lớn cả. Quý vị có thể kiếm tiền cả hai bên, những người YouTuber đó. Nhưng mà đó, người ta thường nói đó nha, Hồ Bách, tôi đọc cái tài liệu họ nói đó, chọn một trong hai thôi, làm hai cái sẽ làm không nổi đâu. Và Facebook họ mới về vấn đề video, cho nên họ thay đổi luật lệ hoài hoài. Và quan trọng nhất là ít tiền, anh Hoàng Bách theo số tiền nó bằng chỉ không không bằng coi như là 1/8 của số tiền mà YouTube mà trả cho. Đó là những vấn đề mà tôi muốn bàn thêm với anh Hoàng Bách cũng như quý khán thính giả đó, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Trong cái chương trình này, kỳ này và kỳ trước đây, tuần vừa rồi đó, mục đích của chúng tôi là nêu lên tất cả những cái sự kiện và những cái tin tức đang xảy ra trong cộng đồng và loạt của Hoa Kỳ. Đây là những sự thật. Chúng tôi không chủ trương là nó đề cập tới một cá nhân, một Facebook hay là một YouTube của ai cả. Nhưng mà nêu lên những cái sự kiện xảy ra trong cộng đồng mà có tác dụng tới người Việt Nam của chúng ta, để cho chúng ta biết thêm, chúng ta biết. Và những anh em làm YouTube thì muốn kiếm tiền đó, thì chúng ta cũng phải tôn trọng rằng là những cái điều là sự thật, chúng ta đưa sự thật, chúng ta đừng bịa đặt đưa ra những cái chuyện giả nhằm mục đích là để câu view. Cái điều này nó rất là nguy hiểm, mà cuối cùng là người họ nghe họ không còn tin nữa. Như là Phi Nhung là đã mắc rồi ở Việt Nam, bây giờ có người nói là Phi Nhung đang ở Mỹ, tức là một cách họ đưa tin như vậy chi để câu view, để tạo ra những cái tin nóng vô tò mò để coi thử. Nhưng cái này chỉ là một sớm một chiều thôi, bởi vì những người làm mà như vậy không có lương tâm, mục đích của họ là để kiếm tiền, họ không nghĩ tới là làm sao diễn tải những thông tin một cách đàng hoàng đứng đắn tới cho người nghe. Cho nên giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và chúng tôi chỉ ao ước thao thức rằng gửi đến những cái điều mà chính xác để mong quý vị nghe, mà có thể giúp cho mình mở mang thêm kiến thức cũng như có cái tầm nhìn chung. Đó là những cái thao thức của chúng tôi. Và qua sự trình bày của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi cũng kêu gọi quý khán thính giả khi nghe thì subscribe hoặc là like hoặc là share cái chương trình này đến bạn bè và thân hữu. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đã đóng góp, và chúng tôi xin kính chúc quý vị một tối chủ nhật thật là bình an để chuẩn bị cho ngày mai chúng ta bước vào một tuần lễ mới. Mời giáo sư. Xin cảm ơn anh Hoàng Bách, và xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả của Hoàng Bách Channel.